tiền là phù du không có sao người khinh. Chú quê ở đâu? Cuộc đời là hư vô khi chết đi là hết. Đừng đánh giá con người vì ai kia không tiền, sao lương khinh thường nhau. Dù nhà nghèo nhưng tôi đâu có xin gì ai, dù nghèo mà lương tâm không bán cho quỷ dữ. Mình sống đúng con người và không gian không nửa, nghèo nhưng sống chân thành.